Học viện Nhân Thọ, nơi làm việc tốt nhất châu Á. 5 năm, một hành trình nhìn lại. Năm 2018, lần đầu tiên một doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ thuần Việt được xướng tên là nơi làm việc tốt nhất châu Á. Bảo Việt Nhân Thọ được tạp chí Nguồn Nhân lực châu Á đánh giá và xếp hạng là doanh nghiệp mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp, sánh ngang với các doanh nghiệp đa quốc gia và những tập đoàn đa ngành nghề hoạt động tại Việt Nam. 5 năm qua, niềm tin yêu của hàng triệu khách hàng và hàng trăm ngàn cán bộ tư vấn tài chính trên mọi miền Tổ quốc kết thành niềm tự hào Bảo Việt Nhân Thọ, một cái tên đầy kiêu hãnh được tôn vinh giải thưởng tầm cỡ châu lục. Từ những thành tích đầu tiên năm 2018 đến nay, Bảo Việt Nhân Thọ không ngừng đầu tư và quan tâm phát triển môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh và nhân văn cho người lao động. Dù trong giai đoạn thị trường bảo hiểm Nhân Thọ gặp nhiều khó khăn bởi sự suy giảm chung của nền kinh tế vĩ mô, thì Bảo hiểm Nhân Thọ vẫn luôn đặt con người làm trọng tâm. Mọi chế độ tưởng thưởng cho người lao động vẫn được đảm bảo công bằng và xứng đáng. Người lao động được lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm. Với những nỗ lực đó, năm 2023, Bảo Việt Nhân Thọ đã bảo vệ thành công danh hiệu nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 5 và xuất sắc giành được giải thưởng doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tốt nhất năm 2023. Thật là tuyệt vời khi Bảo Việt Nhân Thọ lần thứ 5 nhận được giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á. Ngay lúc này đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên, tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ. Những con người thật tuyệt vời đã viết nên niềm tự hào mang tên nơi làm việc tốt nhất châu Á. Tại Bảo Việt Nhân Thọ thì tôi được phát triển bản thân từ một tư vấn viên và tôi cũng đã lên trưởng nhóm, quản lý nhóm và đồng hỗ trợ đội ngũ nhóm viên của chúng tôi phát triển rất là lớn mạnh. Với nền móng là doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, trong suốt 27 năm qua, Bảo Việt Nhân Thọ thể hiện vai trò cánh chim đầu đàn của ngành bảo hiểm Nhân Thọ, đi đầu trong công tác kinh doanh từ doanh thu khai thác mới tới tổng doanh thu phí bảo hiểm, dẫn đầu về tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và đóng thuế hàng năm vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bảo Việt Nhân Thọ cũng là doanh nghiệp mang lại công ăn việc làm và thu nhập xứng đáng cho nhiều người lao động nhất trong ngành. Được tôn trọng và thoải mái và trình bày những ý tưởng của mình. Đây là một trong những cái môi trường sẽ giúp cho người từ người lao động đến người tư viên sẽ chia sẻ mạnh mẽ, chia sẻ những ý tưởng và những ý tưởng đó đôi khi sẽ góp phần đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Bảo Việt Nhân Thọ. Tôi nhận diện rằng chúng tôi sẽ luôn luôn là mạnh mẽ hơn và năng động hơn và làm việc thật là cực lực hơn để hoàn thành những cái danh hiệu kế tiếp mà Bảo Việt Nhân Thọ sẽ đạt được. Đến với Bảo Việt đã gần 23 năm. Thứ nhất là ở nơi đây mình đã được đào tạo bài bản này, được hỗ trợ từ tổng công ty này, và mình cũng được rất nhiều các chuyến du lịch đây đó, mình được học hỏi tất cả các bạn bè trong cả nước. Cái thứ hai là đến với Bảo Việt, mình nhận được sự tình yêu thương của rất nhiều những khách hàng quanh mình. Đấy là cái động lực đầu tiên để mình có thể trụ cột đến ngày hôm nay và thành công như ngày hôm nay. Và để mà nói về Bảo Việt ấy thì mình phải nói như thế này, là nếu như còn hơi thở, mình vẫn gắn bó với Bảo Việt Nhân Thọ. Bảo Việt Nhân Thọ, I love you. Không chỉ là một danh hiệu mà giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 5 còn là sự ghi nhận của người lao động, của các tổ chức đánh giá xếp hạng với những thành tựu thực tế mà Bảo Việt Nhân Thọ đã đang mang lại cho người lao động. Bảo Việt Nhân Thọ tự hào và trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, cấp quản lý, nhân viên, tư vấn tài chính đã đang và sẽ cống hiến hết mình vì ngôi nhà chung Bảo Việt Nhân Thọ. Bảo Việt Nhân Thọ trân quý những tình cảm, sự ủng hộ to lớn của quý vị khách hàng trên toàn quốc, những người đã trao chọn niềm tin và truyền động lực để Bảo Việt Nhân Thọ lớn mạnh và phát triển.